Chiều ngày 20 tháng 12, huyện ủy Định Hóa đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung ủy viên ban thường vụ huyện ủy khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Lực, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Ban thường vụ huyện ủy đầu nhiệm kỳ có 11 đồng chí, hiện còn 10 đồng chí. Do từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, đồng chí Hoàng Văn Đại, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã được nghỉ công tác, chờ đổi tuổi, nghỉ hưu theo chế độ. Thực hiện quy định của Đảng và chủ trương của ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ, ban thường vụ huyện ủy đã tổ chức các hội nghị như hội nghị ban thường vụ lần 1 và 2, hội nghị ban chấp hành lần 1 và 2, hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ huyện để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung ủy viên ban thường vụ huyện ủy nhiệm kỳ 2020 theo đúng quy trình 5 bước. Qua đó, thảo luận, xem xét, lựa chọn, giới thiệu, thống nhất và bỏ phiếu giới thiệu bổ sung một ủy viên ban thường vụ huyện ủy khóa 24 nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy trình quy định. Kết quả sau các hội nghị, đồng chí Phạm Thành Lê, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện đã được tín nhiệm cao, giới thiệu bổ sung vào ban thường vụ huyện ủy khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025.